Cái gì vậy? Sao? Sao đánh tớ vậy? Đánh tớ gì mà đâu thế? Tớ thức cậu dậy thôi mà. Thức gì mà đánh như thế? Tớ đang ngủ ngon này mà tớ mới nhắm mắt ngủ đây. Ôi cậu ơi là cậu. 3 giờ chiều rồi mà cậu không dậy với đi nhảy với tớ à? Sáng cậu bảo chiều này đi chơi nhá. Thì bây giờ lại ngủ mà không thèm đi chơi với tớ. Hoa lúc mà sáng. Thôi đi chơi đi. À thôi đi chơi đi. Đi nào. Lúc sáng tớ hứa với cậu mà tớ quên mất, tớ xin lỗi nhé. Bây giờ chúng mình đi chơi thôi nào. Ôi, khủng long ơi, lên đây chơi tàu hỏa với mình đi nào. Ý dạ. Ôi, tàu hỏa dài thế nhờ. Mà có các con vật này. Ui, có khủng long nữa cơ. Xe bèn nữa này. Nhiều nhờ. Xe này bỏ rơi 5 năm rồi đấy. Họ chỉ bỏ đây để tùng tung thôi. Ê, chiếc xe này tuy đã lâu rồi nhưng vẫn còn đẹp này. Ở đây mà chụp ảnh chắc là đẹp lắm nhỉ. Mình biết chúng ta đến nơi này nên mình đã cầm theo máy ảnh nè. Ê, cậu mua máy ảnh khi nào vậy? Ồ, máy ảnh này thật là đẹp. Ui, còn màu tớ yêu thích luôn này. Giờ mình sẽ chụp ảnh nhé. Wow, ảnh của hai bọn mình đẹp quá. Ở đây có khủng long nữa này. Hai chúng mình chụp với khủng long đi. Ồ, được đấy. Mấy chú khủng long này quá là dễ thương. 1, 2, 3, cười. Ôi, hai bọn mình chụp ảnh đẹp quá. Còn mấy chú khủng long nữa này. Dê, kiểu này mình có mấy tấm ảnh này về khoe mẹ mình rồi. Chúng mình chơi ở đây vui rồi. Cũng đã chụp ảnh xong rồi. Bây giờ tiếp tục chúng mình đi ngắm hoa đi nào. Siêu nhân ơi. Nhưng phải cho tớ chụp một mình với tấm khủng long này đã. Ừ, thì tớ chụp cho nhé. Thôi để tớ chụp cho này. 1, 2, 3. Được rồi cậu ơi, được rồi. Tớ chụp đẹp luôn. Chụp đẹp và nét lắm. Bây giờ chúng mình đi ngắm hoa thôi nào. Ôi hoa này. Ui, hôm nay trời mới mưa xong, hoa đã heo hết cả rồi. Wow, ở đây công nhận hoa nhiều thật. Mà mới mưa xong, hoa đã heo rồi. Wow, ở đây có nhiều hoa ghê. Màu hồng, nhạt, tươi tốt nữa chứ. Mình sẽ ngắt vài bông mình về cắm vào bình. Không được đâu siêu nhân ơi. Hoa này để chúng mình đến đây để ngắm hoa và chụp ảnh đây. Không được hái đâu. Ê, không được hái hoa hả? Mình cứ tưởng ở đây được hái hoa cơ. À, được chụp ảnh hả? Thế chúng mình lấy máy ảnh chụp đi. Ở đây nhiều hoa đẹp thế này, không chụp thì phí lắm. Chúng mình chụp ảnh xong rồi, bây giờ đi về thôi nào. Chúng mình có anh để về khoe bố mẹ ảnh mới rồi này. Yeah. Ôi, có cái hố này siêu nhân này. Cậu đi cẩn thận nhé, không ngã xuống hố đấy. Tớ biết rồi, đi từ từ chờ tớ với.